Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga sáng 12 tháng 6 thực hiện đòn tập kích hiệp đồng bằng tên lửa tầm xa chính xác cao và máy bay không người lái UAV nhằm vào bãi đỗ phi cơ và hạ tầng căn cứ không quân Ukraine cùng điểm đóng quân của lính đánh thuê nước ngoài, kho đạn và trại huấn luyện đối phương, tất cả mục tiêu đều bị đánh trúng. Video từ UAV trinh sát tầm cao được công bố cùng ngày cho thấy đoàn tập kích bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M nhằm vào trận địa tên lửa phòng không S-300PT tại làng Philip Yandoye thuộc tỉnh Pontava, miền trung Ukraine và sân bay quân sự Mikros cách đó khoảng 10 km. Hai địa điểm bị tập kích nằm sâu trong hậu phương của Ukraine, cách tiền tuyến gần 150 km, nhưng UAV Nga vẫn liên tục quần thảo và không có dấu hiệu bị ngăn chặn. Trong video đầu tiên, tổ hợp S300BT được bố trí phân tán với các thành phần gồm xe chỉ huy, radar khoản lực 30N6 và radar bắt thấp 76N6 đặt trên tháp nâng 40V6M cao khoảng 40m để tăng tầm hoạt động, cùng hai xe chở đạn kiêm bệ phóng ở trạng thái chưa triển khai. Vụ nổ lớn bùng lên tại vị trí đài chỉ huy, đồng thời tạo ra lượng lớn mảnh văng và sóng xung kích lan ra xung quanh. Các xe bệ phóng trúng mảnh gây ra nổ thứ cấp và làm tên lửa tự phóng khỏi bệ. Một vụ nổ khác bùng lên sau đó chưa rõ có phải đòn đánh bồi bằng tên lửa Iskander thứ hai hay không. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, dữ liệu từ UAV giám sát mục tiêu xác nhận toàn bộ tổ hợp gồm đài chỉ huy, hai radar và hai bệ phóng đã bị xóa sổ. Ở video thứ hai, hàng loạt tiêm kích hạng nặng Su-27 Ukraine nằm tại sân đỗ có công sự che chắn ở căn cứ Mikoros, gần đó là xác của ít nhất 5 máy bay bị phá hủy trong những cuộc tập kích trước đây. Quả đạn Iskander M lao xuống và phát nổ tại điểm độ máy bay Su-27 UB, nhưng không gây ra cháy lớn nhiều khả năng vì máy bay không mang vũ khí và nhiên liệu do đang ở trạng thái nghỉ phóng viên chiến trường andrei rudenko thuộc công ty phát thanh truyền hình toàn nga cho hay Trận thu liên lạc vô tuyến cho thấy chiếc Su-27 bị phá hủy hoàn toàn do đầu đạn nổ mảnh của tên lửa. Hai máy bay khác cũng hư hại và sẽ mất nhiều thời gian sửa chữa, không thể làm nhiệm vụ trong tương lai gần. Căn cứ Mikorod là nơi đóng quân của Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 831 và 39 của Ukraine, được biên chế gần 40 tiêm kích hạng nặng Su-27 trước khi chiến sự bùng phát. Địa điểm này từng nhiều lần bị Nga tập kích dữ dội hồi tháng 6 năm 2023, gây thiệt hại nặng về khí tải và hạ tầng. Theo đài ABC News, hôm 12 tháng 6, trên đường tới hội nghị thượng đỉnh G7 ở Paris, Italia, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Rex Sullivan nói: "Chúng tôi muốn chứng minh Mỹ sẽ ủng hộ người Ukraine. Chúng tôi sát cánh cùng họ và chúng tôi sẽ tiếp tục giúp giải quyết các nhu cầu an ninh của họ, không chỉ là ngày mai mà còn trong tương lai. Chúng tôi sẽ gửi cho nga tín hiệu về sự quyết tâm của chúng tôi." Còn theo một quan chức Mỹ, dù Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ ký thỏa thuận an ninh song phương mới, nhưng vị Tổng thống Mỹ trong tương lai vẫn có thể xóa bỏ thỏa thuận này. Trong khi đó, khả năng ông Donald Trump, đối thủ chính của ông Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, tái đắc cử là rất cao. Hiện ông Trump chưa nói rõ liệu ông có tiếp tục ủng hộ Ukraine hay không, nhưng ông cho biết sẽ khuyến khích Nga tấn công các nước thành viên NATO không đóng góp đủ cho chi tiêu quốc phòng. Theo một quan chức Mỹ, các cuộc đàm phán về thỏa thuận song phương mới giữa Mỹ và Ukraine đã bắt đầu vào mùa thu năm ngoái, nhưng Washington đã không thể hoàn tất đàm phán, trong khi chờ quốc hội thông qua khoản viện trợ bổ sung trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Ngay khi khoản viện trợ được thông qua, quá trình đàm phán đã được đẩy nhanh. Tuy nhiên, thỏa thuận mới sẽ không bao gồm bất kỳ cam kết nào về việc sử dụng các lực lượng của Mỹ để bảo vệ Ukraine. Thỏa thuận này cũng sẽ phát thảo tầm nhìn về cách Mỹ và các đồng minh hợp tác với Ukraine để tăng cường khả năng phòng thủ và ngăn chặn các hành động tấn công từ Nga trong tương lai. Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt thêm 300 cá nhân và tổ chức Nga, cũng như trên toàn thế giới, trước cáo buộc liên quan đến nền kinh tế chiến tranh của Moscow. Theo tuyên bố hôm 12 tháng 6 từ Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp mới nhất nhắm vào các cá nhân và công ty bị nghi ngờ tạo điều kiện cho Moscow trốn tránh lệnh cấm vận của phương Tây. Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh, biện pháp trừng phạt sẽ làm giảm khả năng Nga được hưởng lợi từ việc tiếp cận công nghệ, thiết bị, phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin của nước ngoài. Theo đó, gói trừng phạt mới nhắm tới hoạt động thương mại trị giá hơn 100 triệu đô la Mỹ giữa Nga và các đối tác nước ngoài các công ty và cá nhân ở Trung Quốc, Kyrgyzstan, Thổ Nhĩ Kỳ, Đông và Trung Á, Châu Phi, Trung Đông và Caribe bị đưa vào danh sách trừng phạt. Washington đã ban hành lệnh trừng phạt với hơn 4.000 cá nhân và công ty Nga kể từ tháng 2 năm 2022, thời điểm Moscow và triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Phản ứng trước thông tin trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow sẽ không để yên cho những hành động hung hăng của Mỹ mà không bị đáp trả. Trong khi đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Moscow và thông báo sẽ không tiến hành giao dịch bằng đồng đô la Mỹ và euro vào ngày 13 tháng 6 do các lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Một tháng trước, ước tính khoảng 30.000 quân Nga đã bắt đầu băng qua biên giới phía Bắc Ukraine vào khu vực Kharkov, mở ra một mặt trận mới khiến Kiev kéo căng lực lượng để phòng thủ. Và thời điểm đó, Ukraine đang trong thế bất lợi. Tuy nhiên, 4 tuần sau đó, tốc độ tấn công của Nga đã chậm lại. Cố vấn truyền thông an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho rằng cuộc tấn công gần như đã kết thúc. Patrick Bury, nhà phân tích quân sự tại Đại học Bát của Anh, Nga đã có cơ hội vàng ở Kharkov khi tấn công Ukraine vào thời điểm mà Kiev suy yếu. Ông Bury cho biết, Nga chọn tấn công Ukraine vào thời điểm mà Kiev gần như cạn kiệt nguồn lực khi viện trợ quân sự của Mỹ đình trệ vì mâu thuẫn nội bộ tại Washington. Nga cũng bắt đầu gây áp lực lên Chasovya, một thị trấn chiến lược ở khu vực phía đông Donbass, tìm kiếm các lỗ hổng ở tiền tuyến kiệt quệ của Ukraine để tấn công. Khi lực lượng Nga băng qua biên giới vào khu vực Kharkov hôm 10 tháng 5, lực lượng phòng thủ của Ukraine gần như không chống cự. Một binh sĩ Ukraine nói với BBC rằng quân nhân Nga chỉ đơn giản là đi qua biên giới mà không bị phản kháng. Nga liên tục giành thêm các ngôi làng ở biên giới và tiến đến khu vực Vovchan, nơi Ukraine đặt tuyến cao tốc trọng điểm. Tuy nhiên, kể từ đó tới nay, Nga chưa đạt được thêm đạt tiến nào đáng kể ở Kharkov. Nga tuyên bố rằng mục tiêu của họ không phải là tiến sâu vào thành phố Kharkov ở vùng Kharkov. Moscow muốn tạo vùng đệm để ngăn Ukraine tấn công vào khu vực Benkoros ở biên giới. Ukraine buộc phải đưa đơn vị chiến đấu từ tại tới Kharkov để ngăn đạt tiến của Nga họ phải đưa đơn vị tinh nguyện nhất để lấp vào chỗ trống chuyên gia quân sự rob lee của viện nghiên cứu chính sách đối ngoại nhận định theo các chuyên gia, lực lượng Nga ở Kharkov đã bị kéo căng quá mức và chưa được bảo vệ đầy đủ. Nick Reynolds, một nhà nghiên cứu của Viện Russi, đưa ra giả thuyết rằng nếu Nga đợi cho đến khi có thể đưa các đơn vị được huấn luyện tốt hơn ra chiến trường, lực lượng của họ ít nhất có thể đã bắt đầu bảo vệ Kharkov và kiểm soát các tuyến đường cao tốc quan trọng. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho rằng Nga đã muốn đốt cháy giai đoạn đẩy nhanh cuộc tấn công ở Kharkov trước khi viện trợ của Mỹ được chuyển ra mặt trận. Đến giữa tháng 5, viện trợ mới của phương Tây dường như đã đến Ukraine với một loạt đạn pháo cập bến để khắc phục tình trạng thiếu hỏa lực trầm trọng. Chuyên gia Buri đánh giá, Moscow dù giành được thêm hàng chục ngôi làng nhưng lại đối mặt với vấn đề mới. Ukraine được phép dùng vũ khí Mỹ tấn công khu vực biên giới ở phía Nga. Belgorod là khu vực dễ tổn thương với các cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine và mục tiêu của chiến dịch nhằm vào Kharkov là tạo ra vùng đệm. Tuy nhiên, Belgorod giờ đây lại đối mặt với mối nguy hiểm lớn hơn khi Ukraine có thêm lựa chọn vũ khí để tấn công vào khu vực này. Mặt khác, ông Buri cho rằng Nga có thể đã không đặt ra mục tiêu đạt được bước đột phá ngay trước khi bắt đầu chiến dịch tấn công Kharkov. Bằng chứng là Nga đưa một lượng quân và vũ khí không lớn vào hướng này. Giới chuyên gia nhận định Nga có thể muốn Ukraina kéo căng lực lượng để rộng đường tấn công ở Donetsk hơn. Ngoài ra, vì Ukraina không thể tự chủ được lượng lớn vũ khí đạn dược nên họ vẫn rất dễ bị tổn thương trong tương lai và Nga có thể sẽ chờ thời điểm thích hợp để tăng tốc tấn công vào Kharkov. Chuyên gia của tổ chức Rand An Maria Dalei nhận định tôi nghĩ rằng nga sẽ thực hiện nỗ lực tấn công quy mô hơn vào cuối mùa hè này và vì vậy rất có thể đây là một cuộc tấn công thăm dò các hoạt động nhằm xây dựng mặt trận để đẩy mạnh hoạt động lớn hơn vào cuối năm nay Cuối tuần qua, Nga tiếp tục tấn công vào vùng Sumy ở khu vực phía bắc Ukraine, cách Kharkov hơn 100 km. Đây được xem là dấu hiệu Nga có thể sắp mở rộng tiền tuyến, tiếp tục kéo căng lực lượng và nguồn lực của Ukraine ở tiền tuyến và có thể sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công. Chuyên gia Raynon từ Viện Russi cho hay, cuộc tấn công ở Kharkov vẫn giúp Nga đạt được mục đích của mình là gây áp lực ngày càng tăng lên Ukraine. Tình hình Ukraine rất đáng lo ngại. Bình luận của Iho Terekov được đưa ra hôm 11 tháng 6, gần 2 tuần sau khi Mỹ và một số quốc gia phương Tây khác cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga gần Kharkov. Teterevsk đưa ra nhận xét trên khi nga tuyên bố chiếm thêm được hai ngôi làng của ukraine. Bộ quốc phòng nga hôm 11 tháng 6 cho biết làng Timkivka ở vùng Kharkov và Myasozharivka ở vùng Luhansk đã bị lực lượng của họ chiếm giữ. Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Tuy nhiên tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đang tiếp tục các hoạt động phản công ở khu vực Kharkov. Ông cũng bác bỏ báo cáo của lãnh đạo Chechnya thân Nga Ramzan Kadyrov rằng lực lượng Chechnya đã chiếm được một ngôi làng ở vùng Sumy giáp với Nga ở phía tây Kharkov. Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời khẳng định rằng không có sự hiện diện của quân Nga trong khu vực. Về tình hình chiến sự, các quan chức Ukraine đã báo cáo có 5 người chết trong các vụ tấn công của Nga trong 24 giờ qua, 4 trong số đó ở khu vực Kharkov. Ông Terekov nói rằng việc pháo kích vào Kharkov đã trở nên thường xuyên hơn trong hai ngày qua, nhưng nhìn chung tình hình cũng yên tĩnh hơn. Ông Terekov nói với hãng tin Reuters, đã có sự gián đoạn trong các cuộc pháo kích, tôi nghĩ nguyên nhân dẫn đến thực tế này là những thiết bị pháo kích Kharkov đã bị bắn trúng. So với tháng 5, chúng tôi đã trải qua một tuần ít nhiều yên tĩnh cho đến Chủ nhật. Vì vậy, Kharkov yên tĩnh hơn một chút, nhưng tôi không thể nói rằng mọi chuyện đã hoàn toàn yên ổn. Phát biểu cùng với Tổng thống Ukraine hôm thứ Ba, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết nước ông đang gửi thêm lực lượng phòng không bao gồm hệ thống Patriot thứ Ba và tên lửa để giúp Ukraine. Cuối tháng 5, giới chức Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu ở Nga, nhưng chỉ ở gần khu vực Kharkov. Thành phố Kharkov nằm sát biên giới Nga và do đó sẽ bị tấn công từ các hệ thống vũ khí ở bên trong lãnh thổ Nga. Trước đây, các quốc gia phương Tây đã hạn chế việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí mà họ cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga, cũng như các khu vực do Nga nắm giữ ở Ukraine vì lo ngại rằng động thái này có thể dẫn đến leo thang xung đột.